Động vật quý hiếm bị mộ dưới lòng Hà Nội. Từ việc bắt giữ vụ chuyển động vật trái phép, lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã phát hiện lò mổ động vật hoang dã giữa thủ đô. Ngày 12 tháng 12, từ lời khai của người lái xe, công an đã kiểm tra ra một lò mổ động vật hoang dã tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm một con tê tê, nhiều nhím và cầy bị nhốt trong những lồng sắt chật hẹp. Nhiều con bị cho vào túi lưới chuẩn bị đến nhà hàng. Trên nền đất, một số con nhím vừa bị xẻ thịt. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thấy có rất nhiều dụng cụ như chậu bột đá trắng, bơm tim, que tre dài được dùng để nhồi thức ăn vào bụng các con vật nhằm tăng cân nặng bán kiếm lời. Việt Nam bị cho là một trong những quốc gia trung chuyển tê tê buôn lậu sang Trung Cộng. Hồ sơ lưu trữ của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết, năm 2014, đơn vị này ghi nhận ít nhất là 87 vụ vi phạm liên quan đến tê tê tại Việt Nam. Từ cuối năm 2013, tê tê đã vào danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi nhốt, buôn bán trái phép tê tê, bất kể khối lượng, số lượng, giá trị tang vật sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định với mức phạt tối đa là 7 năm tù.